Vâng, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của ô tô Dân. Ngày hôm nay bên em mới về lại thêm một chiếc xe, đó là Nubira. Con xe này sản xuất đời 2003 nha anh chị nhé. Bảng số của em nó đang đeo là 60A79112. Chiếc này thì đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn nha anh chị. Đồng sơn si đẹp. Đăng kiểm thì cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần. Con xe này bên em sang tên và ủy quyền cho tất cả các cô chú và anh chị đều được nhé. Và con xe này thì giá thành bên em bán cho anh chị cô chú với giá thành là 85 triệu nha anh chị nha. Em nó mang một cái màu gọi là màu xám lông chuột. Đó, đồng sơn si ở ngoài thì rất là sạch sẽ, rất là đẹp anh chị ha. Đèn bọng anh chị ha. Đó, bộ đèn rất là sáng. Đó, với dung tích xi lanh là máy là 1.6 thì độ tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này là 7-8 lít trên 100 cây số nha anh chị. Đó, anh chị thấy bộ đèn không? Rất đẹp. Đó, những cái đường vân, đường lườn của chiếc Nubira này hầu như là em nó vẫn còn giữ được một cái nét đẹp lộng lẫy luôn. Nó tắp bi tắp lô anh chị ha. Đây là tắp bi cửa nè. Nó gân nghiến mà nó nổ như vậy nè. Xe thì với giá thành con này em bán cho anh chị là 85 triệu anh chị nha. Nó keo chỉ vẫn còn rất là ok. Keo cột không xô đẩy nha anh chị nha. Nắp cửa. Nội thất ở bên trong thì em nó sở hữu một lớp ghế da màu vàng nhẹ. Thì rất là sạch sẽ anh chị ạ. Ghế thì không có một cái khuyết điểm gọi là bị rắc rưới hay là gì hết. Xe này anh chị và cô chú mua về thì chỉ việc sử dụng luôn ha. Chân bọng thì còn lớp nỉ zin luôn. Theo xe. Cửa nẻo thì đóng rất là khít. Đó, anh chị thấy bản lề cửa mà mở nó ra không? Mở ra tới đâu nó đi theo mình, theo ý mình tới đó luôn. Thì chứng tỏ những cái cánh cửa bản lề này là xe ít sử dụng nên nó mới còn được cái độ, cái bản lề của nó đang còn rất là ngon. Đó, keo chỉ anh chị thấy không? Nguyên đét đẹp luôn. Nó tắp bị cửa nè. Nó gừng mà nó nổ anh chị nhìn thấy không? Rờ mà nó sướng cái tay mình luôn. Lớp ghế da ở đằng trước bên phụ. Nó keo nè anh chị nè, cột nè, trụ B nè. Có những nút đinh tán anh chị thấy không? Vẫn còn nguyên. Không có dấu hiệu cấn động luôn. Sơn zin luôn anh chị. Đó. Đây là sơn lây, là sơn zin xe xe nè. Học hết bản lề, bản liếc đồ vẫn còn nguyên bản. Và đặc biệt thì cái tắp lô của xe thì anh chị thấy nè. Rờ nó đẻ cái tay lắm anh chị ạ. Nó mịn gì đâu mà nó mịn luôn. Anh chị thấy không? Chân bọng thì rất là sạch sẽ. Chừng thì nỉ, cái xe vẫn còn nguyên bản. Xe này thì số sàn 5 cấp nha anh chị. Xe thì trang bị đơn giản cho mình một cái màn hình. Đó, để mình giải trí, mình nghe nhạc. Từ những cái đường học gió anh chị thấy không? Em nó còn rất là mới, rất hầu như là không có một vết nào gọi là xấu xí luôn. Có những cái học gió anh chị thấy không? Kính thì 4 kính chỉnh điện. Cửa nẻo đóng rất là khít nha anh chị và cô chú. Có sơn zin không? Bộ đèn của chiếc xe này rất là sáng. Bộ đèn rất đẹp. Mặt ga lăng. Logo thì của Daewoo. Anh chị thấy bộ đèn không? Rất đẹp ha. Có những đường gân gán cúc chỉ là em nó vẫn còn nguyên bản. Hầu như không có dấu hiệu cấn đụng xô đẩy nặng anh chị. Đây là cánh cửa bên phụ. Cánh cửa bên tài, đằng sau bên tài đó sùng chỉ là không mất tí nào luôn chị thôi. Kéo chỉ nó còn kín đét đẹp à. Tắp bi tắp lô thì con xe này thì khỏi phải diễn tả nữa anh chị, thì trước sự camera màn hình thì anh chị và cô chú cũng hình dung được thấy đúng không ạ? Thì cái độ chất của em nó còn như thế nào.
cánh cửa chính đặc biệt. Đây là nắp giật cốp nè anh chị, này nắp cốp là nắp giật xăng. Vô lăng thì tích hợp vô lăng hai cháu, anh chị thấy cái vô lăng không, gân ghế của em nó còn rất ok, mặt đồng hồ rất sáng sủa, rất sạch. Và số sàn 5 cấp. Và trụ e nè anh chị. Cốp thì chiếc xe này rất là rộng rãi và thoải mái nha anh chị ha. Cốp này đằng sau thì đi xe thì một gia đình được đồ đạc là rất là ok đó anh chị ha. Rất rộng. Theo chị nè, còn nguyên hết, nốt tinh tán gân ghiếc đồ là còn nguyên bản. Ông rất là khít. Và bây giờ em sẽ review sơ và dàn gầm cho anh chị và cô chú cùng tham khảo về chiếc Daewoo Nubira sản xuất đời 2003 này nhé. Xe thì bước vào bên trong thì tay lái trợ lực cực kỳ nhẹ anh chị ha. Đó, đồng hồ đồng hiếc được anh chị thấy không, rất là sáng, đèn còi xi nhan, gạt mưa gạt nắng đồ đầy đủ anh chị ha, không thiếu gì hết, đèn rất sáng, kính chỉnh điện vẫn hoạt động rất là trơn tru. Xe thì có tích hợp được một cái màn hình LCD để mình giải trí anh chị ha. Chiếc sự camera thì anh chị thấy cái dàn nội thất của em nó thì con xe này anh chị của chú lấy về thì không cần phải dọn dẹp để về chạy luôn. Chị thấy nguyên dàn loa nè, bốn cái loa ra sau cái cửa nhìn rất là ok anh chị ha. Rồi bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo em kiểm tra về cái khoang máy của em nó như thế nào đúng không ạ. Đây là hiện tại máy đang nổ với dung tích xi lanh. Với dung tích xi lanh là 1.6, thì độ tiêu hao nguyên liệu là 8-9 lít trên 100 cây số anh chị ha. Máy là hơi 23 anh chị luôn. Máy móc nổ rất ok, rất êm. Đó anh chị coi thanh dằn nè. Đen sỉ.
chị và cô chú nào thích sở hữu chiếc Daewoo Nubira sản xuất đời 2003, bảng số đang đeo là bảng số 60A7912. Con xe này bên em bán cho anh chị bây giờ cô chú với giá thành là 85 triệu nha anh chị nhé. Và bên này em mua Nubira thì bên em còn cái 3 chiếc, và con này hôm qua em cũng có làm một clip rồi, bảng số đang đeo là 60A13900. Con này đời 2003 nha anh chị nha. Hôm qua em làm clip mà em nói lộn là đời 202, con này là đời 203 với giá thành là 78 triệu. Và bên này em này là bảng số 47 05655, cũng là Nubira luôn anh chị ha. Con này là đời 202 với giá thành là bên em bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 70 triệu. Rồi sát bên này thì có một con Fiery sản xuất đời 2008, máy dầu, xài máy Isuzu anh chị ha, những cái xi lanh là 2.8 với giá thành bên em bán cho anh chị là 98 triệu với một con máy dầu 7 chỗ này. Đó, xe thì nội thất rất là rộng rãi. Mấy con xe này thì bên em cũng có làm hết clip rồi nha anh chị nha. Bên này thì có một em Daewoo Smartix sản xuất đời 2008, bảng rất là cao. Xe này là với giá thành bên em bán cho anh chị và cô chú là 73 triệu. Xe này được cái là xe gia đình nha anh chị nha, không dịch vụ, không taxi nha anh chị. Hệ thống là nỉ niết luôn không ạ. Anh chị và cô chú nào thích sở hữu những dòng xe này thì cứ xin vui lòng điện thoại cho em theo số điện thoại đó là 079 68 22 220. Con này là con Bias Amber đời 2007, giá thành là 115 triệu anh chị. Con bên này Daewoo Matiz mà con này thì bán rồi. Bên này em mới vừa về một chiếc Lifan hồi trưa ngày hôm nay, Lifan 520. Thì con xe này bên em bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 69 triệu, đời 2008, cũng đời rất là cao. Con xe này form thì giống là rất giống là Vios. Thì em cũng đã làm clip riêng biệt về mấy chiếc xe này hết rồi. Chị cô chú nào thích sở hữu thì xin vui lòng điện thoại cho em theo số điện thoại em đã nêu, đó là 079 68 22 220, để cập nhật những mẫu xe và được bên em hỗ trợ và tư vấn nhé anh chị nhé. Con này thì con Mitsubishi Yuli đăng ký 7 chỗ, máy xăng, bánh treo, bản đủ. Con xe này là 145 triệu nha anh chị nha. Đó. Anh chị cô chú ơi cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 0935 000 01 0983 029 131 0918.